Trong chương trình hộp thư truyền hình ngày 23 tháng 12, chúng tôi đã phản ánh gần 800 con vịt hơn 20 ngày tuổi của gia đình anh Nguyễn Thành Đồng ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức bị chết do nghi ăn phải thức ăn bị mốc của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Đại Phát. Ngày 26 tháng 12, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức đã mời ông Lương Quang Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tiến Đại Phát, ông Trần Văn Đông, chủ đại lý cám Mai Hồng và ông Nguyễn Thành Đồng đến làm việc. Tại buổi làm việc, phía công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Đại Phát có ý kiến đồng ý hỗ trợ cho anh Nguyễn Thành Đồng 40 triệu đồng. Chủ đại lý cám Mai Hồng cũng đồng ý hỗ trợ anh Nguyễn Thành Đồng 15 triệu đồng. Còn vấn đề dịch chết có phải do ăn phải cám mốc hay không, cơ quan chức năng không thể kết luận vì dịch chết đã lâu không thấy được mẫu để xét nghiệm. Tại thời điểm dịch chết, anh Đồng không thông báo cho địa phương.